Hello, xin chào các bác. Thì ngay đằng sau em đây là con vàng S900. Thì con S900 này em đã có video rồi và rất là nhiều bên đã lên video cho các bác cùng xem rồi. Nhưng hôm nay em sẽ làm một video để giới thiệu chi tiết hơn. Con vàng này khi em bàn giao lên tay các bác mà các bác muốn căn chỉnh, muốn sử dụng thêm, sử dụng hết những cái tính năng của con vàng này thì sẽ làm như thế nào? Ok, em và các bác cùng đi khám phá nhé. Ok. Thì với một con vang khi em đã set up cho các bác thì các bác khởi động lên là các bác đã có thể hát được luôn, đúng không? Thì cái đầu tiên là cái cách loát mode các bác nhá. Thì ở đây nó sẽ có cả điều khiển cho các bác này, có điều khiển này. Thì cái điều khiển này nó sẽ không hỗ trợ loát mode ở trên điều khiển này các bác nhá. Loát mode thì các bác sẽ loát ở trên này. Đấy. User này, đấy. User thì nó sẽ có các cái mode cài đặt sẵn ở đây. Đấy, user này. Và các bác ấn loát. Loát ra. Rất là to đúng không? Nó ra có muốn new thì khi các bác chỉnh xong hết và các bác cũng ấn vào user. Và các bác muốn new vào mode nào đấy thì các bác ví dụ ấn vào user này. Đấy, và các bác ấn set. Cái này thì căn bản là nó vẫn có cái dấu bóng ở màn hình nên nó ấn cảm ứng nó không được nhạy các bác nhá. Và bóc cảm ứng sẽ nhạy hơn nhiều. Đấy, tiếp theo, cái phần bên này là FBX. Đây là cái phần trống hú các bác nhá, có 4 cấp trống hú, từ cấp 1 đến cấp 4. Đấy. Bên này là Bluetooth Digital Connect. Thì cái này khi các bác phải bật sang chế độ Bluetooth. Ví dụ đây là phần input này, thì các bác ấn vào phần input thì các bác sẽ chuyển được cổng này, VOD này, DVD này, auto này, Bluetooth này, code và cổng quang. Đấy, thì các bác ấn vào chuyển vào Bluetooth. Đấy, thì cái này nó bắt đầu nó mới cho Bluetooth hoạt động các bác nhé. Chuyển sang Bluetooth, cho Bluetooth hoạt động. Và các bác có thể là dùng điện thoại. Các bác dùng điện thoại thì các bác sẽ tìm được Bluetooth của con vang này. Bluetooth của con vang này chính là có chữ HMBLT các bác nhá. Đây là Bluetooth của con vang này. Đây, em sẽ kết nối Bluetooth của con vang này luôn. Đấy, đã kết nối và em sẽ bật được nhạc luôn. Đây là một trong những con vang rất là cao cấp mà có hỗ trợ Bluetooth các bác nhá. Có kết nối Bluetooth rất là cao cấp. Bình thường chỉ những con vang rẻ tiền thôi mới có. Còn đây là một trong những con vang rất là cao cấp có Bluetooth. Đấy, các bác có thể to nhỏ trên này, to nhỏ ở đây hoặc to nhỏ ở điều khiển, được chưa? Điều khiển rất là xịn sò luôn này. Cái Bluetooth của con này cũng là Bluetooth 4.0 nên cái chất lượng nhạc của con Bluetooth này nó cũng khác hoàn toàn với cả những cái chất lượng nhạc của các con vang Bluetooth khác các bác nhá. Có nghĩa là cái cổng kết nối Bluetooth của nó, cái chất lượng ra cũng rất là tuyệt vời, rất là ok. Đấy, nên cái chất lượng nhạc nó ra cũng khác với cả chất lượng nhạc của những con vang, ví dụ như con S525 kia. Đấy, vì đây là một dòng vang rất là cao cấp mà, đúng không? Rồi, ok. Thì tiếp đấy thì em sẽ hướng dẫn thêm cả những cái phần như phần setting để các bác cùng nhìn nhá. Em sẽ khóa nét vào cho các bác cùng nhìn. Rồi, đây phần setting. Setting thì cái này nó sẽ có phần effect max volume, mic max volume, music max volume. Còn đây giữa là link giữa kênh MR. Đấy, link của kênh SRN và link của kênh ZSNR. Có nghĩa là link cổng của kênh khác nhau. Cái này để off hết thì mình sẽ chỉnh riêng biệt các bác nhá. Ở bên này thì nó sẽ có là noise gate của mic số 1, noise gate của mic số 2. Đấy, còn các cái phần bên dưới này là nó hỗ trợ các cái cổng kết nối tín hiệu. Bên này như thế các bác nhá, hỗ trợ cổng kết nối. Thì mình chỉ cần quan tâm những cái cổng tín hiệu, cái mắc tín hiệu này. Đấy, các bác muốn điều chỉnh thì ấn vào đấy và xoay cái nút control này là nó sẽ điều chỉnh. Đấy. Bên này tiếp tục đến là phần effect thì nó sẽ có chia là phần echo và phần reverb các bác nhá. Echo thì sẽ có mình điều chỉnh echo từ drive decay này, rồi là echo volume này, rồi các thứ đấy, ở trong này mình điều chỉnh được. Sound reverb cũng vậy, có về phần level là dry, decay này, pre delay này, time này, high ratio này, đấy, nó rất là nhiều. Cái này các bác có thể điều chỉnh hoàn toàn luôn. Còn đối với về cái phần music, phần nhạc và phần mic thì đối với phần nhạc thì nó sẽ cái này nó rất là nhiều cần equalizer, và khi các bác điều chỉnh ở trên màn này thì nó chỉ cóp lại cho các bác ba dải chính, bass, chung và check.
rất là đơn giản, các bác muốn tăng chép thì các bác sẽ tăng lên, kéo xuống. Đấy. Tăng bát, kéo xuống. Kéo lên kéo xuống thoải mái các bác nhé, hoặc là các bác có thể vặn cái này. Đấy, sẽ chuẩn xác hơn. Đúng không? Rất là ok, rất là dễ dùng luôn. Tiếp tục, bên mic cũng vậy. Mic thì nó sẽ có chia ra mic 1 và mic 2 vì cái này nó là hai mic riêng biệt các bác nhá. Riêng mic 1 và mic 2 thì các bác cũng điều chỉnh bát trung tép của mic 1, bát trung tép của mic 2. Đấy. Thì khi em cài đặt rồi nó tương đối, ví dụ là về các bác bị zip mic, các bác có thể giảm cái tiếng check nó xuống một chút. Đấy. Đấy, hoặc là tiếng nó check yếu thì có thể tăng lên. Min thì bát cũng vậy, nó rất là đơn giản. Thì để tiếp đến sẽ là những cái cổng center này, cổng bát này, cổng ML này, MG này, SL này, SG này, GSL và GSN. Đây là các cái cổng của các cái loa điều chỉnh những hướng loa như center, loa trung tâm, loa bát, loa surround đằng sau. Đấy, thì ấn vào các bác cũng có điều chỉnh được cái phần music này, mic này, echo, reverb này và channel tổng. Cái này là tổng của cái tín hiệu ra. Cổng bát nó cũng vậy. Đấy. Bát là cổng sub các bác nhé, cổng sub. Surround hai cổng chính này, cổng surround này, cổng loa bên cạnh này, nó rất là nhiều các cái tính năng. Rồi tiếp theo em sẽ hướng dẫn các bác cái cách để các bác có thể là sử dụng điện thoại, các bác kết nối vào con này, các bác điều chỉnh ở trên con này. Rồi tiếp theo các bác sử dụng điện thoại thì các bác phải sắm cho em, phải sử dụng iPhone các bác nhá, vì tất cả những cái này thì nó đều sử dụng cho iPhone chứ nó không dùng cho máy Android các bác. Vì tại sao? Thứ nhất cái bảo mật của iPhone nó rất là tốt và các cái ứng dụng của trên iPhone nó đều rất là mạnh mẽ. Rồi ok, thì trên iPhone thì các bác đầu tiên các bác phải tải cho em cái phần mềm này về trước đã. Đây, phần mềm KZCHI. Đấy, phần mềm này các bác nhá, phần mềm này. Đấy, Semia này, phần mềm Semia. Đấy, được chưa? Các bác tải phần mềm đó về. Sau đó các bác vào Wi-Fi. Vào Wi-Fi. Đấy. Các bác kết nối với cái HI-Link, có nghĩa là kết nối với cái Wi-Fi của con vàng này các bác nhá, nó là HI-Link này. Mật khẩu của nó là từ 1 đến 8 các bác nhá, mật khẩu từ 1 đến 8. Và khi các bác kết nối xong rồi, các bác vào phần mềm này. Đấy, vào phần mềm này, ấn vào cái chữ này này. Đấy, nó sẽ tự động connect luôn. Các bác nhá, tự động connect. Đấy, tự động connect với cả điện thoại. Và khi đấy điện thoại của các bác sẽ chuyển thành một cái máy tính, một cái gọi là một cái máy tính để điều chỉnh được phần mềm ở trên con vàng này các bác nhá. Đây, ví dụ em sẽ điều chỉnh sang tín hiệu đầu vào này, em sẽ đang để chạy TV này. Đâu rồi nhỉ, để em sẽ chuyển sang tín hiệu đầu vào. Đây là tín hiệu đầu vào đây, em xin lỗi. Lâu bây giờ cũng mới nghịch với nó. Tín hiệu đầu vào thì nó sẽ đây, tất cả các cổng nó vào cổng quang và nó ok. Nó sẽ chuyển tín hiệu cổ vào sang cổng quang. Đây nhá, sẽ tăng music lên này. Giảm này, tăng này. Dưới là mic, dưới là effect. Đây là bass này, tăng bass này, tăng treble này. Giảm bass này. Điều chỉnh được mic 1, mic 2. Đấy, xong sang dưới này sẽ có phần effect này. Đấy, effect điều chỉnh được effect. Và đây phần set của tổng. Rất là chất đúng không? Một con vang cao cấp thì nó sẽ cho các bác, kể cả những người không biết dùng các bác nhá, không biết dùng, mình cũng sẽ có thể sử dụng được nó. Đấy, mình cũng sẽ sử dụng được nó. Thì nó sẽ tối giản, tối đa những cái gì để mình dễ thuận tiện dùng nhất cho các bác. Còn ví dụ các bác mua những cái sản phẩm như con vang này bên em sẽ hỗ trợ cho các bác set up tận nhà cho các bác trong bán kính 50 km. Đấy, thì em sẽ set cho các bác làm sao nó phù hợp với bộ dàn của các bác nhất. Và đối những con vang xịn sò và cao cấp như thế này thì các bác lên sử dụng ở những đôi loa chất lượng và cao cấp thì nó mới phát huy được
hết được cái công năng và cái chất lượng của con vang. Đấy, cái chất âm, chất tiếng, chất nhạc. Chứ không các bác chơi con vang 19-20 triệu là mà các bác đánh những cái cặp loa được khoảng 4-5 triệu, 5-6 triệu thì nó không xứng, các bác nhé, nó không xứng tầm với con vang. Thì lên em khuyên những bác nào mà chịu chơi, những bác nào mà đã đầu tư những bộ dàn âm thanh, ví dụ như những bộ dàn của JB lên tới cả 100 triệu đồng, thì các bác nên sử dụng những con vang như thế này. Chứ đừng nên mua những con vang khoảng từ 3-4 triệu mà lắp vào một bộ JB cả 100 triệu, thì em thấy nó hơi khập khiễng và nó hơi vô lý một tí. Vì đây nó chính là cái đầu lão các bác nhá, nó là cái đầu lão của cả một bộ dàn. Cả một bộ dàn âm thanh mà có cái tín hiệu xuất sắc và tín hiệu chất lượng thì phải đưa qua con này nó xử lý. Con này nó xử lý xong nó mới đưa ra đẩy, đẩy các bác xịn đến mấy mà con vang nó kém, nó không chất lượng ấy thì cũng vứt các bác nhá. Kể cả dàn Nexo, dàn Nexo mà sử dụng côn Nexo rồi đánh Nexo, loa Nexo ok rồi đấy, nhưng mà không có con vang chất lượng, không có cái đưa tín hiệu đầu vào chất lượng, sau đó đưa vào dàn Nexo thì cũng không đâu vào đâu, vứt các bác nhá. Nên mình cái con này nó là đầu não nên mình cũng rất là quan trọng, chú ý đến nó, quan trọng với nó. Bộ dàn đắt tiền đến mấy mà không có con này thì các bác cũng phải suy xét đấy nhá. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Thì bác nào có nhu cầu ủng hộ những sản phẩm bên em thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại 0978 790 655.